Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Thì như các bạn đã biết thì TikTok đã vừa ra cái bản beta cho phép chúng ta kiếm tiền từ video dài ở nước Pháp hoặc Mỹ hoặc Brazil, vân vân. Thì các nước khác mình chưa có cập nhật được. Thì bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo nick TikTok có chương trình beta rồi. Thì tạo trên giả lập nhé. Tất nhiên là có rất nhiều cách tạo. Tạo trên giả lập, tạo bằng trên điện thoại cũng có. Nhưng mà mình thấy tạo giả lập kia là tốt. Tại vì tạo giả lập chúng ta không phải sửa đổi trên điện thoại mình đang dùng thì sửa đổi rất là mệt nhé các bạn. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì khi mà chúng ta có cái nick TikTok beta rồi đó thì chúng ta sẽ làm nội dung gì cho nó nào? Thì TikTok beta đối với video dài á, thì các bạn mà nhà sáng tạo nội dung thì không cần phải nói rồi. Ở đây tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn mà không có làm sáng tạo nội dung mà các bạn muốn ghi up á, thì up như thế nào đây? Thì đối với làm TikTok beta thì ở đối với video dài á, để tương tự YouTube vậy, nó đánh bản quyền rất là gắt nha các bạn. Thì các bạn làm mà sơ sẩy một cái là các bạn ban nick liền, hoặc là các bạn không có bằng kiếm tiền được đó. Thì làm nội dung ghi up cho có nick TikTok beta như thế nào, cũng như là cái nguồn để chúng ta lấy nội dung ghi up ở đâu, thì ở bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Mời các bạn đón xem. Rồi, đầu tiên tôi sẽ nói về cái vấn đề là vì sao chúng ta bị bắt bản quyền. Có hai loại bản quyền nha. Bản quyền thứ nhất là trùng lập nội dung do TikTok nó quét, tức là nội dung nó đã có trên TikTok rồi thì TikTok nó quét thì bạn đăng lên nó trùng nội dung thì bị quét bản quyền đó. Cái thứ hai á, là do cái người mà chủ cái nội dung đó người ta tố cáo các bạn, bạn vi phạm bản quyền đó. Nói sơ bộ về hai cái rồi chúng ta dễ bị bắt bản quyền nhất vậy thôi đó. Thì từ hai cái đó đó thì chúng ta làm cái nội dung video dài trên 60 giây á, cho TikTok Pháp á. Thì đương nhiên là người ta nói 60 giây thôi, nhưng mà chúng ta làm video dài thì làm video dài 5, 6 phút, 7 phút giống như là YouTube thôi. Tại vì nếu làm càng dài thì đặt quảng cáo càng nhiều thì chúng ta có nhiều tiền thôi. Thì mà để chúng ta không bị bắt bản quyền á, thì cái thứ nhất tôi nói các bạn á, cái thứ nhất cần tránh nhất á, là chúng ta không có ghi up những cái nội dung quá lớn, những cái kênh quá nổi tiếng. Ví dụ như cái tài khoản mình mới tạo đây, mới biết TikTok beta đây mình tạo, mà bạn đăng cái bộ phim Hollywood lên là các bạn chết thì chắc chắn rồi. Đó là không có nói ai được nha, cái đó là chấp nhận thôi. Đó, cái thứ nhất là không có làm những cái nội dung nào lớn mà quá nổi tiếng của người ta rồi. Đó, các bạn hiểu chưa? Thì làm cái đó thì chắc chắn các bạn dính bản quyền chắc chắn luôn. Đó. Cái thứ hai á, chúng ta không có lấy nội dung Việt để ghi up sang tiếng Pháp. À, các bạn hiểu không? Các bạn thường thường thấy thấy mấy vlog người ta người Việt đồ làm tốt quá trời, các bạn lấy bạn bạn dịch tiêu đề sang tiếng Pháp và bạn đăng lên là các bạn chết. Tại vì người Việt thì chúng ta không dùng của người Việt, mình nói thẳng với các bạn vậy. Bạn dùng người Việt là các bạn chắc chắn sẽ bị bắt bản quyền đó. Đó thì các bạn tự hiểu nha. Đó là hai cái. Rồi cái thứ ba á, về cái nội dung cho cái TikTok Pháp á, các bạn không nên lấy những cái mà nó có hiển thị chân dung mặt của người kia mặt ra. Thì hầu hết các bạn ghi up á, thì ghi up chủ yếu là nguồn chung thôi, mình chỉ các bạn ghi up nguồn bên chung thôi. Tại vì sao ạ? Chung nó sử dụng cái app TikTok riêng đó, thì mình lấy bên bển thì mình dễ dàng mình chỉnh sửa mình đăng lên mình ấy thôi. Thì chúng ta không lấy cái có gương mặt đó, chúng ta lấy có mặt là rất là dễ bị bắt nha các bạn, dễ bị bắt quyền đó. Cái thứ ba là không lấy có gương mặt nha. Cái thứ tư á, chúng ta phải chọn cái nội dung cho phù hợp. Tất nhiên là khi mình lấy bên Trung về á, thì nội dung nó phải phù hợp với người Pháp người ta xem. Bây giờ bên Trung về các bạn đâu có thể lấy mấy cái video ẩm thực đồ bên Trung, người Pháp ta đâu có xài, ta đâu có thích đâu. Đó thì đó là cái thứ tư về làm nội dung cho TikTok Pháp. Thì cái thứ năm, chúng ta phải để ý cái vấn đề là có cái chữ Tàu ở trên cái chữ chạy á, chữ Tàu ở trên cái video của mình lấy về mình không biết xóa á, thì dễ bị bắt bản quyền lắm nha các bạn. Đó thì đó là năm cái mà mình lưu ý với các bạn khi mà các bạn lấy video để ghi up. Còn nguồn ghi up á, thì các bạn mời các bạn xem đây. Rồi, chúng ta mở cái cốc lên nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái trang là Sigua, đặt tạm vậy nha, tí mình sẽ để link bên dưới đó, Sigua.com.
Rồi cái trang này thì nó ra khá là nhiều video dài vậy các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây. Đó thì chúng ta lướt, chúng ta chọn chủ đề, chọn như thế nào thì hồi nãy mình có nói 5 lý do đây các bạn nên tránh ở đây. Thì chọn chủ đề trên đó, trên sạch này chúng ta có thể dùng Google dịch. Bấm vào Google dịch. Rồi chuyện chọn phát hiện ngôn ngữ và tiếng Trung giản thể. Đây, ở đây mình sẽ nhập cái nội dung mình từng tìm kiếm ở đây. Sửa chữa đây, sao chép đây đó, thì các video sửa chữa này thì nó ít có dính mặt mũi hoặc dính logo nhiều nên các bạn ghi up nó dễ nhé. Đó sửa chữa rất là nhiều đây đó, đó các bạn có thể chọn một cái kênh nào chúng ta làm chết một kênh nhé, không có lấy nhiều kênh. Đâu, hoặc là mình sửa chữa bật lửa đi, bật lửa rồi copy vào đây dán lại đây, chúng ta tìm nè. Đây ví dụ như đây là sửa cái Dubon nè, đó thì mình lấy mấy cái video dạng vậy nè, mình ghi up qua cái TikTok bên Pháp thì rất là dễ người ta khỏi chín dễ kiếm người xem và dễ lên xu hướng nha các bạn. Đấy đấy, ở đây có rất là nhiều cái chủ đề chúng ta lựa chọn, và video là video dài không à, đó chủ đề nhiều bên này rất là nhiều, sửa súng, sửa đồ, sửa dao nè, đó các bạn lấy mấy chủ đề này làm là rất là dễ nhưng mà ít bị bản quyền lắm, trừ khi là các bạn bị người ta tố cáo thôi. Đó đây đây rất là nhiều cái chủ đề các bạn, video thì toàn dài không à, đây các bạn thấy hôm này quen không đó, cũng bên này qua không đó, đây rất là nhiều chủ đề nha. Rồi các bạn xem bên đây và chọn nha. Thì để mà cái nguồn thứ hai á, mình các bạn vào How Can nha, một tí mình sẽ để link bên dưới đó, các bạn nhìn đây video dài rất là nhiều đó, bạn có thể thoải mái lựa chọn cái chủ đề của mình cho nó phù hợp. Đây nó khác với Douyin của Trung nha, cái mấy cái trang này cũng của Trung nhưng mà nó chuyên về video dài mà, hiểu không? Thì mình lấy đây mình làm cho nó dễ đó, thì rồi mình cũng copy cái từ khóa nãy mình tìm đây, dán vào đây đó, để tìm kiếm đó, sửa này, sửa Zippo này, sửa, bạn thấy cái này quen không đó, sửa Zippo này đó, hoặc sửa chữa các loại khác, chúng ta làm cái chủ đề này rất là ok các bạn. Đó sửa đủ thứ súng đồ nè, đó chúng ta lấy video về xong cho ta làm cho mất cái logo đi đó, dùng cái phần mềm chỉnh sửa rồi đó, sửa đồng hồ nè đó, thì các bạn coi và làm theo nhé. Rồi bây giờ thì đó đó, thì các bạn thấy hay thì có thể cho mình một like nhé, nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video bổ ích khác, thì có gì cần thắc mắc thì các bạn có thể comment bên dưới. Chào các bạn.